Đây là một trận đánh 19 Rocky Bloom. Wow. Ô gì vậy? 19 Rocky Bloom. 2 nhân bản và 6 tàng hình. Ồ. Rồi. Và đây là anh Khổng Hùng, một pha đánh rồng điện nữa rồi. Rồi, rồng điện và có xe pháo đầy đá, à cầu đá, xe phóng lửa chứ. Còn tớ bình luận thôi chứ đánh làm sao mà đánh được, anh em xem toàn thấy một sao chứ còn gì nữa. Cảm ơn đen đá đã tặng bông nha. Đầu tư balloon vào ở khu vực hướng 1 giờ. À, anh Hùng đặt vào để xem có cái cháp bộ hay gì và đưa xe cầu đá vào đấy. Cảm ơn đen đá tặng bông nha. Rồi Zeti. Pha thả Zeti với cái phóng lửa hình như nó hơi bị dính nhau. Mình thích xem đồng bộ đồng điện hơn à. Đấy. Cho xếp đánh một sao 80% đấy. Hakari đánh toàn 3 sao đen, ai cho đánh giải. Tôi chỉ bình luận thôi. Mà phải có người thổi hồn vào trận đánh cho anh em chứ. Ai cũng đi đánh hết thì lấy ai live stream đúng không? Mỗi người một việc. Chưa thấy anh tôi dùng set. Lên 1000 anh em nào các sếp ơi. Xem cuốn quá ai quên follow em thì tội. Đã có kích hoạt động đất rồi. Rồi như vậy là dồn rồng điện ở khu vực góc 6 giờ và 9 giờ. À 3 giờ. 3 giờ và 6 giờ đấy. Đây này, ăn cái E này này, ăn cái E này này. Tấn công từ mặt đại bàng đi lên này. Nguyễn Minh ơi có đầy đủ nha. Anh em bị lỗi quốc gia cần tư vấn gì khi múc vé vàng gói gem hay ưu đãi thì có cách tư vấn ở bio đấy. Xe phóng lửa sắp lụm khu vực nhà chính rồi. Biết ngay mà anh em đánh rồng điện nhìn phát là biết thả quân hướng nào. Ôi, hai cuồng nộ luôn chép. Chuẩn bài rồi. Đánh rất đúng sách giáo khoa. Chuẩn bị độc dược ở cụm pháp pháo đầy đá nào. Sếp băng em Queen. Sếp ấy đã băng được em Queen rồi. Đầu tư nhồi qua cuồng nộ nữa. Băng tiếp vào pháo đầy đá và đơn vị lính chủ nhà. Em Queen đang cố gắng thở khu vực góc dưới. Và rồi chen viền vào luôn. Góc 8 giờ sập cái Inferno trên hướng góc 12 giờ một tia. Rồi băng Royal. Đúng rồi. Ủi luôn nào. Đầu tư cái băng tiếp cho chắc ăn. Vâng, trận đánh 3 sao cho anh Khổng Hùng đến nơi rồi. Chuẩn bị comment cơ Việt Nam tung tóe nào các sếp ơi. Comment cơ Việt Nam nào, đẩy view nào, cố lên. Anh em Việt Nam cố lên. Queen hay quá. Được đấy, Royal Champion chưa gồng và em Queen cũng vậy. Một trận thi đấu 3 sao đầu tiên cho Việt Nam nó 1. Let's go. Trời. Đánh chuẩn combo không phải chỉnh. Trời, nét như Sony bạn ạ. Rồi, nhưng mà thời gian 23 giây. Vâng, sẽ là một cuộc chạy đua về thời gian. Tôi chỉ để ba cái công trình này thôi. Vâng, cảm ơn sếp Đại đã tặng kem. Cảm ơn sếp ID 0137 tặng 9 bông. Nhanh lên, come on. Đây, 4 giây, 3, 2, giây cuối cùng. Rồi và đây là John đánh nhà của Nhật. Vâng, Nhật đánh top 1 và John đánh lại luôn. Đây là Super Blow Smart. Bạn top 1 bên đây phải sử dụng thuốc tướng để được mắc pet. Nhưng đang là pet hệ cũ chứ không phải là pet hệ mới. Nhà của Nhật vẫn chỉ là 4 sao. Càng đấy. Bạn ấy đi ngược góc dưới. Trận này mà tạch cái 1 sao thì đúng là anh em ăn mừng rồi này. Rồi, xe phóng lửa đang cố gắng quạt trả đây. Một luôn. Úi xời, thùng tường này. Quản giáo của đội bạn vẫn đang bình tĩnh cắt đấy. Úi xời ơi luôn này. Càng này càng
Queen với cả Ice Golem vô kìa. Ồ ồ ồ, kinh, nó không bắt vào Ice Golem mà nó nhè Queen nó vụt thôi. Cẩn thận lại tím. May mà có Headhunter với cả anh em mà hỗ trợ đầy kịp thời. Electro với cả là một siêu công thành viên. Và như vậy là Queen đã bị mất gồng rồi. Queen của John đã bị mất gồng rồi. Quản giáo có vào việc không? Quản giáo chưa vào việc. Vâng, pha đặt xoáy ở khu vực cụm dưới. Nhồi vào cuồng nộ nữa kìa. Ồ, vẫn chưa bật gồng quản giáo à? Úi dồi, bạn bật hơi bị muộn đấy. Inferno một tiếu đốt cho. Gồng kinh đi bạn. Gồng kinh đi. Băng khu vực nhà chính kịp thời. Một trận đánh Super Bowler Smart khá ổn áp đến từ người chơi top 1 bên kia. Có khả năng lụng đấy. Rocky Blue vào ăn cái pháo đầy đá, à máy bắn đá rồi. Em Queen vẫn đang còn thở. Wizard đang được rải ra để đi cắt góc. Nhưng mà Queen đã bị dính độc. Độc như thế này thì dễ tím lắm. Cannon đang bắn rất kịp thời. Em ngựa bơm cho Queen có kịp không? Ô, quả bom hay. Quả bom vâng chốt hạ cho trận đánh này và đội bạn không thể lìa được. Ôi, đội bạn đi đâu không đi, đạp đúng quả bom quẳng rồi. Càng thật sự chứ. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Khả năng lại đứt đấy, khả năng lại đứt đấy. Vâng, đội bạn cũng thấy 88 rồi. Vâng, bây giờ đội bạn sẽ lên 9x. Ngựa đi bơm cho TT. Vâng, hai pet gánh trận này. Rồi rồi luôn. Đội bạn rất nỗ lực thi đấu trong pha đánh này. Nhưng anh em bảo ở đây chúng tôi chỉ thế thôi. Hông bé ơi. Ôi ôi ôi. Hình ảnh của Wizard trước khi đạp ba quả bom. Và lượt đánh cuối cùng sẽ là VNF Derrick. Đây là một trận đánh 19 Rocky Bloon. Wow. Ô dị vậy. 19 Rocky Bloon. 2 nhân bản và 6 tàng hình. Ồ. Dị thế hả sếp? Quá dị luôn. Ghê vậy ta. Đây, bạn ấy lại dồn ngược ở cụm khu vực góc dưới. Không biết trong lính hội thành sẽ là con gì. Ô rồi, 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 đời không như là mơ bởi pha bắt xoáy. Đời không như là mơ trong pha bắt xoáy vừa rồi. Bạn ấy thả tàng hình ở đâu mình không nhìn thấy lính luôn. Nguy hiểm phết đấy. Ca này mà không bốc nhà chính thì đúng là càng cỏ. Hết tàng hình rồi. Ca này phải bắt được nhà chính. Ăn 2 sao. Đó là nhiệm vụ bắt buộc. Nếu không thì anh em đau tim lắm. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Làm ơn bắt cây Air Defense để cứu con Royal, à cứu con quản giáo chúng ta đang bay bay ở bên kia. Ôi rồi rồi, vừa mới bảo cứu xong. Yên tâm, biết đâu được siêu phẩm đấy. Ôi, ai cô lầm ăn bật nhảy bao giờ. Cố lên nào, cố lên nào, chúng ta vẫn đang còn Headhunter. Royal Champion thì chưa gồng đâu. Ôi xa. Ôi xa. Headhunter đang cố gắng bắt Queen. Rồi 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 rồi. Em Queen sang bên kia. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Hai nháy rồi. Chắc đe rồi. Tầm này còn có tháp thần chú tàng hình như áp chứ. Ô, Queen. Đúng rồi, thấy nó bắt vào nhà chính là phải bật gồng luôn. Vâng, mọi chuyện như thế nào không biết, nhưng cứ phải nhà chính mà ôm đã. Ngon rồi. Queen rồi. Win chặt rồi. Không nói nhiều.
Thắng ơi. Trồn tí cho anh em kịch tính thôi, chứ trận này suýt thì lia đấy nha. Trận này đánh anh em đánh chắc đè tí nữa lia. Trời ơi. Ở đấy Queen vẫn còn thở mà. Mười mấy giây, trận này 3 sao. Trận này vâng cho thêm thời gian nghĩa là lia ngay chứ gì nữa, 90 mấy%. Vẫn là một trận đánh tốt đến từ VN Fnatic. Được. Combo dị nhưng mà ngon đấy, siêu phẩm đấy. Vâng, siêu phẩm đấy. Ui ôi, 97%, chín nữa là lia rồi. Ảo thật. Vâng. Quá thuyết phục, quá thuyết phục nhỉ. Cái đấy là chỉ do lính hội thành nó bị bắt ở cái cây lốc xoáy thôi, chứ không nhà này nát. Trời. Combo quá dị. Combo quá dị. Vâng, đội bạn đánh 19 Sneaky Goblin. Ui trời. Gông quản giáo trượt khí câu chiến à? À, đâu phải đâu, bị bắt xoáy chứ. Ui rồi. Suýt nữa là siêu phẩm rồi. À, quả đấy gồng không bốc được quản giáo à? Quản giáo không bốc được cái khí câu chiến à? À, bảo sao đen thế nhờ. Thôi không sao, trận sau làm lại siêu phẩm cũng được. Úi trời ơi. Ice Golem đang múa này. Bạn này sẽ như nào cho đội bạn đây? Ăn chắc khu vực nhà chính rồi. Ui rồi, thanh niên kinh quả này mất kinh một cách lãng xẹt này, nếu mà không đóng băng. Không đóng băng thì mất kinh lãng xẹt lắm. Và bạn ấy quyết định không đóng băng và cho kinh đứt luôn. Rồi 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 rồi, đến lượt em Queen, đến lượt em Queen. Đứt đứt tím nó vào một nút nhà. Rồi đến lượt Royal cũng đứt. Úi rồi rồi. Để xem đội bạn ở trận này cố gắng lộng siêu phẩm không sếp. Ô lia đẹp đấy nhỉ. Trận này có khi bốc 3 sao ngon thơm. Ăn cây thổi gió uy tín này, hai cái máy bắn đá để cạnh nhau shit vậy ta. Úi giời. Úi. Cố lên nào, cố lên nào cho đội bạn. Ui trời ơi. Vẫn còn em Queen và vẫn còn một pha đóng băng nữa. Vâng, trận này đội bạn có 3 sao thì vẫn thua cơ mà. Nhưng trận đánh này hay đấy. Trận đánh này rất tốt cho đội bạn đấy. Giá như mà đội bạn mà cứ đánh đầy đủ tinh thần như thế này từ đầu thì có lẽ cũng không xịt đâu. Ơ nhưng mà xịt rồi. Không lia được, không lia được rồi. X-Bow vẫn đang còn. X-Bow đang còn, Queen vẫn khỏe. Không được rồi. Úi trời. Đứt cho đội bạn rồi đấy. Và như vậy là đội bạn thua thuyết phục rồi. Thua thuyết phục rồi. Vẫn cứ tưởng bầy rơi nhiều như thế mà có cũng đứt. Đứt hết luôn à. Tầm này lại còn sửa cho cái thần chú độc dược nó ở đấy thì. Rồi, cái này là thua bằng thực lực rồi. Tôi cứ tưởng ba nháy cơ nhỉ. Cái này thì không còn gì để bàn cãi nữa. Uy tín. Không, hôm nay có một trận thế thôi. Sáng nay thế thôi, có gì tối gặp nhau tiếp anh em nhá. Vâng, xin chúc mừng chiến thắng dành cho anh em Việt Nam No 1.